Bếp Trang, một tiệm mì Quảng ếch rất là nổi tiếng ở Đà Nẵng với 4 chi nhánh. Thì bây giờ đã có mặt tại Sài Gòn, tại 25 Trương Định. Bây giờ mọi người theo chân địa chỉ ăn uống xem bên trong cái tiệm mì Quảng này, cái hương vị nó có giữ được chất như ở ngoài Đà Nẵng hay không nha. Theo chân mình. Trời ơi, cứu tôi, chết tôi, trời ơi. Rồi, tới công chuyện luôn. Mới khai trương có 3 ngày mà đông khách như vậy rồi, đi đơn như vậy là đủ chất lượng và uy tín chưa? Đây là Bếp Trang, một thương hiệu ẩm thực Việt rất là nổi tiếng từ năm 1972. Hôm nay mình gọi một phần mì Quảng ếch đặc biệt, một phần heo quay cùng bánh tráng, một phần chả giò ram cuốn cải và một phần bánh lọc. Thật sự đúng là chất lượng đi kèm với danh tiếng. Một phần mì Quảng ếch đặc biệt như vậy có giá 129.000, bao gồm một thố ếch và topping ăn kèm theo như là ba rọi, tôm, hôm nay quán còn tặng thêm một quả trứng nữa. Đúng chất mọi người ơi, vẫn hương vị đó, nước dùng ngọt thanh từ xương, ếch to được hầm cùng với nước dùng nên thấm đẫm từng thớ thịt. Điều đặc biệt là khi bạn ăn, thố nước dùng luôn được hâm nóng. Bạn nhớ gọi phần chả giò ram cuốn cải đang kèm với mì Quảng ếch này nha. Nghiện đó. Với phần heo quay cuốn bánh tráng, mình cực bồ kết miếng mì lá này nè. Trước khi ăn, bạn lấy miếng bánh tráng dán nhẹ miếng mì lá, sau đó cuộn heo quay rồi rau sống, chấm xíu mắm nêm nhất cái nách là có thiệt nha. Heo quay hòa quyện cùng mì lá, rau sống với phần mắm nêm chuẩn vị Đà Nẵng nữa. Những người dân miền Trung như mình rất nghiện món này, cũng khá là no nhưng mình vẫn gọi thêm phần bánh lọc bởi vì nó ngon quá. Nếu ai chưa biết Bếp Trang này đã có mặt tại Sài Gòn thì hãy lưu lại clip này liền nha.